Ok thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổ màu những cái background như thế này Ở đây mình đang có bốn cái background chồng lên nhau nha Đó theo thứ tự màu xanh vàng rồi xanh xanh Ok thì làm sao Đầu tiên á, các bạn sẽ tạo cho mình một cái background blank có nghĩa là background mới Không có gì, gì đó Thì các bạn sẽ vào cho mình là tab home nha Sau đó chọn là new slide Đây Sổ cái này xuống các bạn chọn cho mình là blank Blank là trống luôn nè Đó thì lúc này một cái slide blank Slide trống tạo ra sau đó các bạn sẽ vẽ cho mình một cái shape bên này và đổ màu lên cái shape đó. Thì làm sao? Các bạn tiếp tục vào cho mình là tắt home nha. Sau đó chọn đó là shape. Đây. Số xanh mà xuống nó sẽ có rất là nhiều cái cái từ, cái, cái từ ở đây. Ở đây các bạn sẽ chọn cho mình cái cái rectangle này, chính là cái ô vuông này, hình chữ nhật á. ở đây vẽ hết cho mình từ cái khung này đến khung này. Ok chưa? Đó. Thì lúc này cái màu nó chưa có giống như cái màu mình muốn, cái mình muốn là đang màu xanh này nè. Đó, mà đây là màu xanh nước biển hơi đậm không đúng thì các bạn sẽ vào cho mình là shape format nha sau đó các bạn sẽ chọn cho mình là shape fill đây sổ xuống và chọn cho mình đúng cái màu xanh đó đây sau này hơi đậm luôn, không hơi, như hơi nhạt đúng không màu xanh này đi xanh reo huh? đây cụ thể là màu đây ok chưa chú ý nha thì đây á, cái xác của mình á, nó đang vẽ là nó đang có một cái viên màu đen ở xung quanh cái sáp này bây giờ mình muốn bỏ cái viên đó thì các bạn chọn cho mình là vào cái tab sáp format sau đó là đến cái đường là sáp outline này nha sổ xuống và chọn cho mình là no outline để cho nó không có cái viên ở bên ngoài ok chưa rồi bây giờ ở đầu tiên mình đã có một cái background màu xanh này, này rồi bây giờ mình muốn có cái background màu cam để là cái này thì làm sao các bạn chọn vào cái background này sau đó các bạn nhấn cho mình là control thì lúc này con trỏ chuột mình đã đang hiện cái dấu cộng là thấy không có nghĩa là nó đang sẽ copy ra các bạn nhấn chuột trái và kéo nó sang bên trái đó. thì bây giờ mình nó đã nhân đôi lên rồi nó đang có thêm một cái background nữa công việc của mình bây giờ là mình sẽ đổi cái màu nền của cái background này từ màu xanh này sang cái màu cam nha thì các bạn lại vào cho mình là sắp format sau đó các bạn chọn sắp fill sổ xuống và chọn màu cam cho mình thì cái background thứ hai nó sẽ nằm đè lên cái background thứ nhất không và có màu cam tương tự như vậy bây giờ tiếp tục đến cái background màu xanh nước biển thì mình lại copy ra mình nhấn control con chuột của mình đó, nó sẽ hiển thị cái dấu cộng và mình click chuột trái kéo kéo sang trái như thế này tiếp tục lặp lại thao tác đầu tiên đó là các bạn sẽ đổ màu cho nó bằng cách là sắp format đổ màu bây giờ là sang màu xanh nước biển ha. đó và cuối cùng là cái màu xanh rêu nha thì lại copy ra nữa bằng cách control click chuột trái giữ nguyên và kéo ra đó và độ màu sắp format chọn sắp fill đổ cho mình màu, màu xanh rêu ok chưa thì giống cái trên ha rồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha bye bye